Hãy xem tin lành Matthew chương 23 câu 15. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người pha là kẻ giả hình. Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường. Đức Chúa giê -xu đã khiển trách họ một cách nghiêm khắc. Điều này thực sự đáng sợ đến thế nào? Ngay lúc này, vô số linh hồn đang đi theo kẻ mù xuống con đường sự chết đây là lý do đức chúa trời đã dạy chúng ta không biết bao nhiêu lần thông qua sự dạy dỗ của kinh thánh rằng tuyệt đối không được đi theo những người như vậy tức là họ đang dẫn người ta xuống địa ngục chứ không phải lên nước thiên đàng những kẻ dẫn dắt thể này giả vờ nên thánh và công bình ở bề ngoài chúng ta không thấy có khác biệt gì không thể phân biệt được chúng đó là vỏ bọc rất khôn ngoan vì đó là vật cản xảo quyệt nên không dễ để phân biệt bằng cảm quan thông thường nó khiến chúng ta tin rằng đây là con đường đức tin chân thật. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ được nhận, nhìn, hoặc thậm chí là chạm vào bất cứ thứ gì không được làm chứng thông qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Duy chỉ lời của Đức Chúa Trời là đúng, công bình và trí thánh. Không một suy nghĩ hay triết lý nào của con người có thể giúp ích được cho chúng ta. Duy trì lời của Đức Chúa trời dẫn chúng ta đến nước thiên đàng và hồi sinh linh hồn của chúng ta. Lời của Đức Chúa trời là động lực dẫn dắt chúng ta đến sự cứu rỗi linh hồn đời đời. Tuy nhiên, những kẻ mù lại dẫn dắt mọi người đến con đường khác và khiến họ nghĩ rằng, ồ, oh, tôi thích mục sư đó, người ấy thật tốt. Điều đó thật đáng sợ đến thế nào? Việc đó cũng tương tự như cho gấu ăn kẹo để lấy mạng của nó vậy chúng ta phải biết vấn đề này vì vậy khi chúng ta học lời kinh thánh và có đức tin dựa trên kinh thánh thì chúng ta sẽ có thể phân biệt được lẽ thật với sự giả dối và được giải phóng khỏi sự giả dối